Phun thế này để xong là hái rồi ạ? Hay nào nữa? À, phun như chết sâu hả? À, phun là phải đẫm hết cây như thế này. Đấy. Thì phải sai không các bạn? Cứ toàn phun lần. Toàn phun lần đó. Phun lần đó. Cái trâu này phải toàn phun lần để nó còn chín đi. Nhưng mà không ăn được. Này phải này, sắp được thu rồi gì nữa. Chín hết rồi này, phải chuyển màu rồi. Ê, nhà mình có bao nhiêu cây ấy nhỉ? Đây vải này sắp được thu hoạch rồi này các bạn ạ. Như này là cứ khoảng 10 ngày là phun thuốc cho nó một lần nhé. Cô này mình phun thuốc gì đấy? Nè. Yeah. Trừ sâu thôi thì để cho đỡ sâu cuống đúng không? Đấy, phun 10 ngày một lần và sau khi trước khi bán chừng nửa tháng thì không phun nữa nha các bạn nhé. Mục đích phun này để nó tránh được cái sâu ở cuống này này. Đấy, các bạn thấy không? Và trái vải nó sẽ chín được đều hơn nữa chứ. Đây đằng này chỗ nhà em là cha phun hết rồi này các bạn. Đó. Và chỗ này thì khoảng 4 đến 50 cây. Vườn này thì em đã review một lần rồi. Trái vải thì như này thì cũng chẳng mấy nữa là đồ thu hoạch đâu, được bán đâu. Vải bây giờ thì cũng khá là đắt. Điện nó sớm quay cái nước pha thuốc nữa hả? Đớm nữa hôm nãy quay lên đây không? Chia sẻ đầy đủ hơn và kỹ hơn về quá trình phun thuốc này nhá, tại vì hôm nay em tới hơi muộn cho nên là không có quay được cụ thể quá trình dùng thuốc như thế nào rồi là pha thuốc ra sao. Rồi, em xin phép kết thúc video ở đây nhé.